Kính chào quý thầy cô, dưới đây là bản đề môn giáo án môn khoa học tự nhiên, phần hóa, lớp 9, bộ sách chuyên trường sáng tạo. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình, chúng ta có thể thấy giáo án chủ đề 7, hợp chất hữu cơ, hydron carbon và nguồn nhiên liệu, bài 20 giới thiệu về hợp chất hữu cơ. Nội dung của giáo án sẽ gồm những phần như sau. Đây là giáo án của chủ đề 7. Những bài còn lại trong chương trình môn khoa học tự nhiên lớp 9 phần hóa bộ sách chuyên trường sáng tạo đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo như mẫu trên. Giáo án khi tải về là giáo án bản Word, do đó thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa. Để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án của các bộ sách kết nối tri thức, chuyên trường sáng tạo và cánh diều, cũng như có đủ tài liệu giảng dạy từ cấp 1 tới cấp 3. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập website kênh giáo viên.com.